Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Nữ Hoài Linh 26 tuổi, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, đã từng là một trong những thành viên đời đầu của nhóm Hi Relax nổi tiếng. Bấy giờ là thời điểm phát triển của truyền thông miền Bắc, các content creator phía Bắc thi nhau vụt sáng. Chỉ cần chịu khó đóng video, lăn mình vào các game show giải trí, thì Hoài Linh biết chắc rằng mình hoàn toàn có cơ hội nổi tiếng. Vậy nhưng, cô gái đã từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để lựa chọn xây dựng tổ ấm, Linh lấy chồng và sinh con. Thế nhưng, lựa chọn đó lại mang đến một chuỗi những điều đáng buồn cho cô gái trẻ. Linh vừa sinh con thì chồng đi du học, Linh gần như phải chăm con một mình. Trong suốt một năm trời, Linh không ngủ được một đêm nào trọn vẹn. Tệ hơn, chồng Linh có tình yêu mới khi xa vợ con. Vậy là cô gái trẻ mạnh mẽ quyết định ly hôn. Đáng nhẽ có thể trở thành người nổi tiếng, kiếm bộ tiền từ truyền thông, tận hưởng tuổi trẻ tự do, thì giờ đây Linh trở thành mẹ bỉm nặng 70 cân, tóc tai bù xù, thất nghiệp ở nhà chăm con. Trong khi bạn bè của Linh, ai nấy đều xinh đẹp, có những bước tiến trong công việc và có thu nhập tốt. Động lực phải vực dậy, ngay sau khi em bé cứng cáp hơn, Linh quyết định đi làm trở lại. Linh lựa chọn tìm công việc có thu nhập tốt, thời gian linh động để có thời gian bên con và chăm con nhiều hơn. Sau một thời gian mày mò tìm hiểu, Linh quyết định đánh liều với số vốn 36 triệu đồng vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cụ thể là cho thuê căn hộ cao cấp. Bấy giờ là năm 2019, làn sóng Airbnb đổ bộ về Việt Nam cùng các nền tảng kết nối, tìm phòng, đặt phòng như Luxstay, WeStay, Booking.com đua nhau mọc lên khiến nghề kinh doanh căn hộ bùng nổ. Người người, nhà nhà làm dịch vụ cho thuê lưu trú dưới dạng ở ghép hoặc cho thuê phòng, thuê nhà riêng. Vậy là chỉ với số vốn vòn vẹn 36 triệu đồng, cô trả tiền thuê nhà cho 3 tháng cho một căn hộ. Để đỡ tốn kém chi phí, cô đã tự sửa sang lại căn nhà dưới sự tư vấn của bạn bè làm thiết kế. Chỗ nào cần thì cô thuê thợ. Hoàn thiện xong căn nhà, Linh nhận khách thuê dài hạn chừng 1 năm. Khách đóng tiền thuê 1 năm thì Hoài Linh lấy số tiền này cộng với việc vay thêm tiền từ ngân hàng để tái đầu tư vào những căn hộ khác. Đây là một cách xoay vòng vốn cổ điển trong kinh doanh và cũng là bí kíp xoay vòng vốn của những người làm kinh doanh căn hộ như Linh. Hợp vía ngành, lại còn nói được tiếng Anh, Trung, Hàn, Thái, nên cô chủ nhà Hoài Linh được nhiều khách nước ngoài yêu quý. Khách hàng hiện tại giới thiệu khách hàng tiếp theo. Cứ như vậy, việc kinh doanh của Linh tăng trưởng theo cấp số nhân. Chỉ sau 2 năm rưỡi vận hành, từ số vốn 36 triệu đã tăng trưởng lên thành 6 tỷ đồng. Đến nay, Hoài Linh đang quản lý gần 40 căn hộ cao cấp cho thuê tại Hà Nội. Doanh thu một năm rơi vào khoảng 5 tỷ đồng, với mức lợi nhuận lên đến 22%. Ngoài ra, Linh còn có thu nhập ngoài từ công việc môi giới. Số lợi nhuận thu được, cô không tiêu mà lại tái đầu tư thêm vào những căn hộ khác. Anh chị và các bạn thân mến, trong câu chuyện của cô gái trẻ nghị lực nữ Hoài Linh kể trên, có một bài học tài chính mà chúng ta có thể học, đó là việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư kinh doanh. Như một người mentor của Linh đã dạy cô rằng, nếu em biết sử dụng đòn bẩy tài chính một cách khôn khéo, thì mọi khó khăn về vốn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như vay tiền để tiêu dùng là một điều cần đặc biệt cẩn trọng và nên hạn chế tối đa, thì trong đầu tư kinh doanh, đòn bẩy là yếu tố nên được xem xét tới để tăng hiệu quả. Tất nhiên, việc sử dụng đòn bẩy vẫn cần cẩn trọng, bởi đòn bẩy trong kinh doanh là con dao hai lưỡi. Với việc sử dụng đòn bẩy, nếu bạn đang đầu tư 1 đồng, khi lợi nhuận nhân 10, bạn chỉ thu về 10 đồng. Tuy nhiên, nếu đi vay 9 đồng để có trong tay 10 đồng, thì bạn có thể thu về 100 đồng, gấp 100 lần so với số vốn thực bạn đã bỏ ra.
Tuy nhiên, mặt trái của việc sử dụng đòn bẩy là nếu kinh doanh không hiệu quả thì nếu chỉ lỗ 10% thôi thì số vốn gốc của bạn đã tiêu tan. Vậy nên trong trường hợp sử dụng đòn bẩy cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, đó là mức độ hiểu biết và khả năng chịu đựng rủi ro. Nếu như trong lĩnh vực bạn am hiểu hoặc được những người có kinh nghiệm dẫn dắt thì khả năng chịu đựng rủi ro của bạn sẽ cao hơn. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy ở mức cao. Tỷ lệ đòn bẩy được tính bằng số vốn vay chia cho vốn chủ của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, tức mức vốn vay càng lớn gấp nhiều lần vốn chủ. Đồng nghĩa với việc nếu kinh doanh hiệu quả, đồng vốn của bạn sẽ được nhân lên nhanh chóng. Nhưng nếu kinh doanh thua lỗ thì không những vốn chủ nhanh chóng bị thiêu rụi mà bạn còn phải gánh thêm nợ mới. Thứ hai là hãy tính toán khả năng hiệu quả khi sử dụng đòn bẩy. Việc sử dụng đòn bẩy là con dao hai lưỡi, do đó nếu không tính toán trước khi sử dụng, rõ ràng bạn đang đánh liều, đánh cược với đồng vốn của mình. Phương án sử dụng đòn bẩy nên được sử dụng khi khả năng sinh lời của khoản đầu tư tối thiểu gấp 2 lần chi phí đi vay. Tất nhiên, việc kinh doanh không thể nói trước, nhưng bạn nên dự trù với phương án kinh doanh khả thi thì mới nên sử dụng vốn vay và với mức đòn bẩy hợp lý. Thứ ba, đó là tính toán dự trù dòng tiền để thanh toán. Khi vay vốn, người đi vay thường phải chấp nhận một kế hoạch trả gốc và lãi cho người cho vay. Chẳng hạn, nhiều người thế chấp chính nhà ở hiện tại để có nguồn vốn cho một khoản đầu tư kinh doanh khác. Trong trường hợp này, người đi vay cần phải tính toán thu nhập có được, có tài trợ được cho khoản nợ và trả hàng tháng hay không. Việc trả nợ có gây sức nặng nên thu nhập làm mức sống của gia đình bị hạn chế. Nếu khoản chi phí trả nợ chiếm đến 70 hay 80 thu nhập tháng của gia đình, thì đây là một khoản vay nguy hiểm đến sự an toàn tài chính. Trong lĩnh vực tài chính, có một mốc được các chuyên gia đưa ra cho khoản vay và chi phí nhà ở, đó là 36%, tức tổng chi phí bao gồm cả lãi vay phải trả liên quan đến ngôi nhà, không được chiếm quá 36% thu nhập tháng của bạn. Điều này đảm bảo mức an toàn tương đối khi có những biến động về thu nhập của gia đình. Trong việc vay vốn, nên ưu tiên tận dụng vay các nguồn vốn với ưu đãi thấp hoặc không tính lãi như vay gia đình, bạn bè để giảm áp lực trả nợ vay và có tính linh hoạt hơn trong dòng tiền. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.